Ngày hôm nay mời quý vị và các bạn đến thăm một cái ngôi nhà rất là độc đáo ở xã Bắc Sơn, Đô Lương. Ngôi nhà được một thiết kế rất riêng biệt, hiếm có. Đây, ngôi nhà gắn liền với hòn Non Bộ. Hòn Non Bộ rất là lớn để so sánh với ngôi nhà hai tầng. Chiều cao của hòn Non Bộ này phải đến 8 mét. Hòn Non Bộ là một hồ nước, và cái điều đặc biệt nói đến cái hòn Non Bộ này là ở trong hòn Non Bộ này là một ngôi nhà bếp đầy đủ, từ vòi nước, bếp ăn. Vòng hòn Non Bộ đây là của anh Lý là tên gì chị hay? Anh Mai Văn Lý. Hòn Non Bộ này cũng là có gồm cả nhà tắm. Và cả nhà tắm trong rửa mặt, thiết kế cả bình nóng lạnh. Tân Hòn Non Bộ hệ thống nước điện gắn lên. Tận dụng được cái không gian ở bên dưới của Hòn Non Bộ. Chủ nhà được người rất là đam mê về kiến trúc, chuyên đi đập Hòn Non Bộ. Rất tiếc là hôm nay anh không ở nhà. Hòn Non Bộ rất là độc đáo, có thể là nhất Nghệ An. Trên Hòn Non Bộ là trồng rất nhiều loại cây, những cái phần nhũ đá rất là đẹp, các loại cây như một cái Hòn Non Bộ thật. Đấy là vợ của anh Lý. Anh Lý làm cái Hòn Non Bộ này hết bao nhiêu lâu chị? Gần 1 năm rồi anh ạ. À, gần 1 năm à? Dạ. À. Trong cái quá trình anh Lý làm chị có ủng hộ hay là như thế nào? Có chứ. À. Nói chung anh Man thì mình phụ giải nó. À, đúng không? Dạ. Một chặt anh Man hay là làm hay là có nhiều người làm được không? Chặt anh. À, có một mình làm à? Dạ. À, một mình làm chẳng mà có thể mà chống đỡ được những cái nguyên vật liệu lên. Nói chung mang từ từ thôi chứ không ai giúp cả hai vợ chồng nữa thôi. À, 4 năm liên tục. Rảnh lúc ngố thì anh mang lúc cái lứa nọ nợ lắm. À. Dạ. Chị cái sử dụng cái bếp ăn đóng cái Hòn Non Bộ này có tiền không? Chúng nha, ít người thì dùng vừa tiền vừa nợ thôi nhá ông nọ. À. Chị là có không? À, lại mẹ bông, lại mẹ bông. Hòn Non Bộ rất độc đáo. Đấy, nó giống như kiểu là một cái len hai vái đúng không? Giống cái len hai vái ở huyện Yên Thành. Cửa vào của Hòn Non Bộ. Bên này là công trình khi nãy, bên này là công trình nhà tạm, còn bên này là công trình vệ sinh. Rất là độc đáo. Công trình vệ sinh ở đây. Ánh sáng là tự nhiên.
xung quanh rất nhiều loài hoa hồng. Một. Hoa hồng sữa. Ngôi nhà được anh Lý sơn cái màu cũng rất là cổ kính, đặc biệt. Rất là nhiều chúng. Đừng có lấy đùa nó con. Thôi chào chị nha. Chào. Bye bye. Chiếc cổng được anh Lý thiết kế cùng bằng những cái tảng đá. Tảng đá này là làm bằng giả. Có lẽ bằng giả đá thật đấy chứ.